Xin chào, đây là video clip tự quay của Hoàng Thành Song Biên nhân dịp chúc mừng sinh nhật 17 tuổi. Tớ vừa trên đường trở về từ chuyến đi Cửa Lò với bố, và tình hình là tớ có vẻ như sắp bị đau mắt đỏ, tại vì cả nhà đều bị đau mắt đỏ nên rất khả năng tớ đang bị lây. Nếu ngày mai sinh nhật rồi mà bị đau mắt đỏ thì không ai thì nào à? Thế nào, tớ đang rất sợ. Mình là biết kỳ thị không? Tớ làm video clip này tại vì là hôm nay thì tớ sẽ không tổ chức sinh nhật to to, ăn uống linh đình như các năm trước, nên là tớ muốn làm cái này để gửi lời cảm ơn các bạn đã nhớ đến sinh nhật tớ mà không phải là thông qua thông báo trên Facebook, và các bạn, và nói chung là tớ muốn gửi gắm tình cảm của tớ đến những bạn mà đã nhớ đến ngày sinh nhật và mức quà tặng cho tớ. Nói gì nữa nhỉ? Tớ không chuẩn bị trước cái bản đâu. Cái gì nhỉ? Thì đáng nhẽ tớ mới đi học hè 2-3 tuần trước thì đấy rồi, nhưng mà tại vì tớ cùng học, tớ không đi học, và thế nên là thế này thế nọ, và tớ đang đi nghỉ mát nữa, thế nên tớ đang gặp rắc rối với cơ sở chuyển nhiệm và với trường. Và đáng nhẽ sáng mai tớ vẫn phải đi học, tức là đúng ngày sinh nhật tớ thì tớ vẫn phải đi học, mà tớ vẫn sẽ nghỉ học, tớ chỉ đi học buổi chiều, đi học nghề để thi nghề. Và tớ cũng đi nghỉ mát 4 ngày, thế nên là công việc của A với chị Mui thì tớ cũng chưa nắm bắt được tình hình mấy, mà tớ cũng chưa làm gì mấy. Đã như vậy, nói chung là còn rất nhiều công việc đang bỏ dở và tớ rất là lo lắng. Nói chung là sinh nhật thì tớ sẽ có 3 điều ước, trong đấy thì có 2 điều ước cụ thể và 1 điều ước chung. Thực ra thì đáng nhẽ chỉ giữ một điều đúng không? Thứ nhất là có 2 điều ước cụ thể thì điều ước nhất nhá, điều ước nhất thì là sẽ được từ 1250 cho đến 1350 điểm SAT toán và đọc cộng lại. Điều ước thứ hai là điểm đấy là có thể được sau kỳ thi tháng 12, sau khi tớ thi lại. Điều ước thứ hai là điều ước thứ hai là có hiếu. Thực ra con này phải nhắc được rất lượng đúng không? Nói chung là tớ không thích ai cụ thể nhỉ, chỉ tự dưng rất muốn có người yêu là để có bạn, kiểu như là bầu bạn cho nó vui, giống như là hiếu hàng xóm hoặc là anh Việt. Ví dụ như hiếu thì rất là đáng yêu này, buồn cười này, tuy hơi nhạt một tí nhưng mà cũng vui chơi được, nói chung là có thể chấp nhận lòng yêu được. Và nếu như Việt thì rất là hiểu biết, hay xem phim, mà tớ rất thích những người hay xem phim, thế nên tớ cũng thích mẫu người kiểu như Việt hoặc là như anh Hoàng Arthur. Anh Hoàng thì cũng được, cá tính hay mà kiểu hay đi lung tung ấy. Nói chung là tớ cũng thích người kiểu gì, nói chung là mẫu người kiểu như ba người này cộng lại thì cũng được, nói chung là một mẫu hình chung chung ở đấy kiểu như vậy. Cảm quá. Thực ra là để không gây tiếng ồn thì tớ đã phải tắt quạt nên tớ đang mất nắng. Và đấy là điều ước thứ hai. Thực ra nói chung là tớ muốn như là để kiểu như là nói chuyện này đấy, thế thôi, chứ cũng không phải là kiểu ước muốn có người yêu giống như các bạn khác, tức là sâu sắc hay thế nào đấy đâu, tớ cũng không cần phải như thế, nói chung như vậy. Và
đấy, nếu thứ hai như thế. Và nếu ba, nếu chung thì là gia đình, bạn bè, bản thân, mạnh khỏe và gặp may mắn. Và nói chung là để kiểu lấy hên giống như là Tết, thì tớ đã quyết định là đúng 12 giờ đêm nay, tức là bước sang ngày mùng 5, tớ sẽ bắt đầu bằng việc học SAT. Có thể là làm một bài đọc hoặc là học từ. Nói chung là làm bài đọc, làm bài đọc hoặc làm bài toán gì đấy, vâng. Nói chung như thế, để gọi là bước sang ngày mùng 5 thì là khai bút, chuyển giao được 2 ngày là khai bút bằng cách làm bài để cả năm mình làm bài. Và được từ khoảng 8 rưỡi đến tầm 9 rưỡi ngày mai thì tớ cũng sẽ lại khai bút một lần nữa. Tại vì là tớ sinh vào khoảng tầm 9 giờ, tớ cũng không nhớ chắc là 9 kém hay là 9 giờ hơn. Nói chung cái này để hỏi mẹ, mà khi mẹ thấy cũng chả nhớ đâu. Chung là đấy, tóm mắt nói chung là khoảng khoảng tầm giờ đấy thì tớ cũng sẽ khai bút một lần nữa, cũng là làm một bài SAT hoặc là học từ, đại khái như vậy. Gì nữa nhỉ? Và đấy, đấy là ba điều muốn nhất. Ngoài ra thì có rất nhiều điều khác, ví dụ như là vào đại học thành công, làm được phim tốt nghiệp, phim về Fun Girls, làm về Minh Hiền và Cẩm Vân, và Ngủ Đi Mai thành công, không phải thành công mà là ý nghĩa tốt đẹp, tốt đẹp. Và trân trọng tình cảm các bạn dành cho tớ, và tớ rất là gọi là nào nhỉ, kiểu như là tức là rất là cảm kích đấy, kiểu kiểu như thế. Cảm kích trước những bạn nào nhớ nghe sinh nhật tớ và mua quà tặng cho tớ, nhớ nghe sinh nhật tớ mặc qua Facebook. Và gì nhỉ, đấy, tại sao như vậy. Và nghĩ nhỉ, thực ra tôi muốn nói rất là nhiều điều nhưng mà kiểu như nghĩ trong đầu từ mấy năm trước thì muốn nói rất là nhiều điều, nhưng mà lúc mà ngồi đây thì chả nhớ ra cái gì hết. Nói chung là rồi thế nhá, bye. Bố vừa gọi điện, khổ quá. Em trai vừa gọi điện đấy, cái gì nhỉ, lại mà chung là tớ cũng, thực ra thì tổ chức lên đình ấy thì cũng vui, mà nói chung là đúng với mọi khi của tớ, kiểu mọi khi của tớ là thích hay thích tổ chức lên đình rồi chơi được phá các thứ, nhưng mà kiểu năm nay thì tự nhiên không muốn đấy lắm, thích kiểu một mình thôi. Ý tức là nói này này, cái hát kiểu không 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 muốn đông vui lắm đấy. Tức là nói chung là như vậy, đại khái như vậy. Chắc là nếu mà thực ra thì tôi cũng định là tổ chức ăn ngọt nhỏ nhỏ với mọi người ở TPD, nhưng mà nghe chị Quy bảo là ngày mùng 6 mọi người bắt đầu quay phim mới, cho nên là ngày mùng 5 sẽ bận lắm, mà hôm nay đã là tối ngày mùng 4 rồi. Nói chung là nếu mà bây giờ mình hẹn mọi người chắc không kìm nhỉ, mà nói chung là như vậy đó. Điều vừa rồi là điều xin đấy. Ngoài ra thì ngoài cảm ơn ra thì tôi cũng gửi lời xin.